Trận đấu với Palestine tại sân thiên trường, Nam Định, mới là lần thứ ba đội tuyển, đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chusier thi đấu giao hữu với một đội bóng nước ngoài. Hai trận đấu trước đó diễn ra vào tháng 6 vừa qua. Trong cả hai màn so tài ấy, Việt Nam đều thắng với cùng tỷ số 1, không trước các đối thủ là Syria và Hong Kong, Trung Quốc. Tuy là giao hữu, nhưng đó cũng là chỉ dấu cho thấy phần nào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam khi áp dụng các triết lý của chiến thuật gia người Pháp. Trong trận đấu với đội tuyển Palestine, Huấn luyện viên Chusier vẫn tin dùng những công thần của bóng đá Việt Nam suốt 5 năm qua như Văn Lâm, Ngọc Hải, Tấn Tài, Hoàng Đức, Quang Hải hay Hùng Dũng, Công Phượng, Văn Quyết. Đây cũng có thể coi là một quyết định đúng đắn và cũng đầy an toàn của chiến lược ra người Pháp khi mà vòng loại World Cup 2026 đang đến gần. Riêng với đội tuyển Palestine thì đội bóng này đang đứng vị trí thứ 96 trên bảng xếp hạng FIFA, ngay sau Việt Nam một bậc. Tập thể, những chiến binh sao vàng, từng gặp đội tuyển Palestine một trận trước đây vào năm 2014 ở Hà Nội. Khi đó... Đội tuyển Palestine giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Cầu thủ ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà trong trận đấu năm đó là Nguyễn Văn Quyết. Một bất ngờ là trong thời gian đầu của trận đấu hôm nay, huấn luyện viên Siêu lại để Hoàng Đức thi đấu như một tiền đạo thay vì một chân sút như Tuấn Hải. Đội tuyển Việt Nam nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội trong khoảng 10 phút đầu nhưng không tạo được cơ hội nào rõ rệt. Những phút sau đó, với sự năng nổ của Quang Hải, thế trận tấn công của đội tuyển Việt Nam được cải thiện, chỉ tính riêng trong hiệp 1, ngôi sao thuộc biên chế câu lạc bộ công an hà nội đã có ba đường kiến tạo hoặc phát động tấn công giúp đội bóng áo đỏ tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước khung thành đội tuyển palestine đáng tiếc là trong những cú chạm